Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Copy của mình. Đấy, video ngày hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem hai cái dàn hồ kính mình để phía trước hiên. Hai cái dàn này mục đích của nó là để chân cá anh em. Nhưng mà do đợt vừa rồi cá nó bị cháy hàng quá, không có cá để em bỏ ra cái dàn hồ kính này nên là mình để không. Đó, bây giờ mình mới soạn nó lại. Có hát beret nè, có rồng nè. Đợt trước là không có hai loại đó luôn á. Đây, còn bên đây là cái dàn 12 hồ. Rất là nhiều cá, giờ mình sẽ cho cá nó ăn Artemia và quay cho anh em xem nha. Bây giờ cũng là cuối ngày rồi nên là cái Artemia này nó cũng không có còn nhiều nữa. Mình tính quay khi trưa nhưng mà khi trưa thì nó rất là bị chóa nắng anh em. Đó, ngoài trời nó chóa nắng thì sẽ không có quay á, quay nó không có được rõ, anh em xem nó không có đã. Nên là mình để tối tối rồi mình quay. Mình cho tụi cá dưới nạn trước nha. Đây là coi rét. Coi rét riết bông. Cá này cũng tơ nên mình bỏ ra mình chân luôn. Thì hồ mình bỏ vài con vậy. Cá chân mà. Cái dàn này là anh em nào ghé trại mình mua cá thì mình sẽ tiếp ở đây thôi, chứ mình không có dẫn vô trại được nha anh em. Ô mấy con finger nè. Anh em thấy cái fin si của nó dày đẹp không? Đó, có mấy con lên đẹp lắm. Ở phía sau là trong trại của mình, trong đó mình không có tiếp khách vì trại cá thì nó sẽ cần một cái sự yên tĩnh á. Và cái thứ hai nữa là khi anh em có mấy lúc trước á, khi mình cho vào á, thì hút thuốc rồi khói thuốc là mình không có chịu được, rồi tàn thuốc là xả đầy ở dưới cái nền trại hết, mình dọn dẹp nữa mình thấy rất là khó chịu luôn, nên là trong đó bây giờ không tiếp khách. Ngoài cái trại này ra thì anh em tới cái góc nuôi cá nào của mình cũng tiếp hết nha. Dòng này là Lucoy Snapkin. Có mấy con sọt rất là đẹp nha. Hiện tại mình đang làm toàn bộ sọt thôi. Mấy ít bữa là mấy con cá ghe này mình không có làm nữa. Bên đây là dòng Dumbo Coy. Trời ạ. Trời ơi. Nó trốn mất tiêu trong đó rồi anh em ơi. Đây đợi nó bơi lại nó ăn nè. Bây giờ con nào ra quay con đó nha. Đây có thêm một con trống nó bơi ra nữa. Bên đây là dòng cá Fungon Gen. Trong đây là mấy con coi Red Gen. Bây giờ mình sẽ quay trên này cho anh em xem nha. Đây là mấy con rồng đỏ học sinh nè anh em. Rồng đỏ học sinh mà nhìn rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy cái bộ rồng đỏ huyền thoại của mình nó trở lại rồi nè. Đó, cá học sinh mà đuôi hắc mun nè, vầy bê đế hết trơn luôn. Bên đây là rồng đỏ tầm trung. Ôi, có con máy HPRS nó tối ngủ nó nhảy qua đây nè em ơi. Ủa, mình mới thấy máy HPRS nó chạy đâu ta. Mình nhìn nhầm ta. Chú sao này rồi. Ủa, thấy máy HPRS rõ ràng mà. Mình nhìn nhầm rồi anh em ơi. Rồi, bên đây là rồng đỏ. Ok nè anh em. Cái cá này mình bán tại nhà nha. Anh em nào ghé nhà thì mình vừa bán vừa giao lưu như thế này. Rồi, bên đây là HPRS tầm trung nè. Không, HPRS này HPRS học sinh đó anh em. Loại này loại học sinh.
Bên đây là HB Red Rô tầm trung. Cá rất là sung khỏe nha. Mình thả thưa nên là hồ cá lúc nào nó cũng trong hết. Mà trong hay không thì cũng nhờ cái cây lọc elip kia kìa. Chứ không có lọc thì anh em có thả ít cá mà cho ăn đủ bữa nó cũng sẽ dơ nước à. Đó, bên này là HB Red nó xịn xịn nha. Nó vây nó sắn, cái kiểu hình vây của nó là anh em nhìn cá bên mình anh em biết nè. Nó không đụng hàng đâu anh em. Rồi giờ mình sẽ bắt ghế quay ở trên kia dòng tô bát nè. Bên kia là có một cái hồ mà mình bỏ mấy con tô bát rít bông phin si á. Mấy con rít bông dày á. Mình để cái ly ater lên đây. Cái dạng này nó cũng khá là cao. Khi trước là mình định rào lưới cái chỗ này lại nè. Tại vì bên kia là trại của mình. May mắn sao là cái dạng này khi trước mà mình bán cá mình trở về nó vừa y luôn nha. Ở vừa y cái khung chỗ này luôn, rất là đẹp. Mấy con cá này nó hơi nhát. Ơ giờ bọn này nó chưa chịu ăn nên là mình sẽ quay dòng khác nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ quay dòng khác. Ơ mà nó ăn rồi nè anh em. Ăn rồi, ăn rồi. Đấy, bộ tô bát bên mình anh em thấy đã không? Ừ, mẹ ly chưa? Bên đây là tô bát tầm trung nè. Mấy em này chưa thấy đồ ăn á. Rồi nó đang ăn nè anh em. Rồi qua đây chút xíu là tô bát học sinh. Này còn cái này là mấy con full red bedet của mình. Bộ này bộ đỏ huyết đó anh em. Cá này cũng tầm trung thôi nha. Đây con cá mà anh em lâu nay chờ đợi hỏi mình nè. Cá này mình chưa có ghi giá trên đây, mình chỉ bỏ ra đây chân thôi. Anh em nào thích thì ghé mua cái loại này nha. Rồi cái nồi này nó hơi chóa. Ở đây là mấy con tô bát rít bông phin si dày. Rít bông dày của mình luôn nè. Đại cá khá là tơ nên cái phin nó chưa ra nhiều nha anh em. Nhưng mà nhìn cộng rít bông là anh em thấy nó uy tín nè. Đó, cộng đi bông thấy uy tín liền nha. Siêu dày luôn nha anh em. Đó, cá tơ. Rồi còn bên đây, Bingo gọi là Gold Tuxedo nha. Đó, phim với tay bơi anh em thấy đã không? À, hiện tại là mình đã quay cho anh em xem bên cái dàn lớn này rồi. Giờ mình qua cái dàn nhỏ nha. Dưới này là mấy cái keo ông anh mình ổng bán beta, ông đang dưỡng rồi đó. Bên đây là mấy con cá Tiger Yellow King Cobra. Anh em thấy cá đã không? Ra đây rất là nhiều màu, nhiều dòng luôn nha. Còn mình nuôi trong trại của mình đó, mình nuôi riêng tụi nó rồi. Mỗi dãy là mỗi màu. Đây có con gì nó rớt vào trong này nè. Ui con ong anh em ơi. Cái này chết luôn quá. Nay cũng có lại một ít HB quay. HB quay của mình thì nó sẽ đẻ ra được mấy con cá đột biến á, gọi là AB quay nha. Nhìn cũng rất là đẹp đó anh em. Nhìn nó nổi bật lắm. Này chỗ này là hồ của mấy con cá Dumbo Redtail Bitter.
Bên đây có mấy em cá lưu tặc dân nè. Ở đây là một dòng cá siêu dễ thương luôn nha. Này là dòng Wilcoy Short Sea. Wilcoy Short Sea thu ấy. Thì trước nó có riết bông mà mình bỏ dòng riết bông rồi nè, mình không làm. Vì nó không phải là viên si á. Nó chỉ là riết bông thường thôi. Mình không thích, mình chỉ làm gen. Gen nó rẻ thì anh em sẽ thích hơn. Nếu mà anh em không thích cái dòng mà nó nhìn xuyên thấu vô bụng ấy, mình sẽ chuyển qua đây. Mình chơi dòng coi đang sọt này, nó cũng y chang vậy á. Nhưng mà mấy con này thì nó sẽ không có bị nhìn xuyên bụng nha. Cá mình mới thả lên nên là nó chưa có dạng lắm. Anh em đợi xíu nó ăn nhạt tâm yên cái là nó dạng à. Đấy, nó chịu ăn rồi nè anh em. Mình quay buổi tối là anh em xem cá nó rất là rõ luôn nha. Rồi, và dưới đây là mấy con cá thủy sinh. Mấy con cá này để cho anh em mua về chơi vô hồ thủy sinh đó. Đẹp lắm. Hiện tại mình cũng chưa có bỏ nhiều màu ra đây lắm nha anh em. Chỉ có vài dòng ở trên cái hồ cá thủy sinh này thôi. Ôi, nhìn mấy con trống bingo riết bông nè anh em. Phim nó dựng lên đẹp lắm. Bên đây là mấy con cá muốn với lại cá thủy sinh luôn. Anh em thông cảm nha, mấy con cá thủy sinh là mình không có gửi đi xa được. Vì gửi đi đơn tối thiểu ấy, là phải từ 250. Mà 250 ngàn cá thủy sinh mình bán, nếu mà gửi đi thì là 7.000 một con. 250 là quá trời cá thủy sinh luôn mà mình đóng trong cái thùng số ấy. Nó chật quá, tụi cá thủy sinh nó không có chịu được anh em à. Đóng bao năm 7 con là nó đi tới nơi anh em á, nó yếu lắm, hoặc là nó sẽ bị chết nha. Nên là cái dòng cá thủy sinh anh em thông cảm giúp mình. Mình chỉ gửi những dòng cá giống đi thôi. Wow, nhiều màu quá anh em ơi. Mấy con cá muốn nhìn cũng rất là dễ thương nha. Cái lọc nó đóng reo luôn kìa. Anh em thấy đẹp không? À, bên đây cũng có mấy hồ cá muốn họ tiễn. Hồ này có tia nha. Mình cho tụi nó ăn trước rồi xíu nữa nó sấm lại. Rồi nó ăn nè anh em. Mấy cá muống này gửi đi nó vô tư nha anh em, nó khỏe lắm. Dù giá nó thấp mà có thể là gửi nhiều được. Anh em. Rồi mấy con gà trắng của mình thả ngoài vườn á, tối rồi mình quên bắt nó vô, nó đi vô trại, nó cắn mấy cái thùng xốp rồi anh em ơi. Đây, vô chuồng ngủ. Biết vô chuồng không trời? Vô chuồng. Giỏi. Đồ ăn nữa. Cho mẹ ăn siêu lúa luôn nè. Lúa rồi. Rồi mình lại mình quay cá tiếp nha anh em. Mấy con cá này nó ăn hết trơn ngạt tâm mi rồi, cho nó ăn lại. Rồi giờ mình sẽ đứng xa xa ra mình quay cái dàn nhỏ này cho anh em ngắm nè. Anh em thấy cá đã không?
Anh em nào có điều kiện thì lên một cái dàn hồ kính nhỏ 12 hồ giống như mình để ngắm cá cho nó đã. Chứ đôi khi mình nuôi dưới thùng xốp hay mình nuôi ngoài hồ xi măng á, mình nhìn nó không đã đâu. Quá nhiều màu luôn. Bên cái dàn lớn này có một cái thanh led nó bị cháy nên mình quay nó không có rõ. Nó bị cháy chỗ này nè. Chắc mai mình sẽ đi mua. Anh em hỏi mình là bên trại sử dụng đèn led gì. Mình xài led 1m nha anh em. Cái thanh này mình mua ngoài tiệm điện á. Nó không khá là rẻ anh em à. Tầm khoảng ba mấy 40.000 một cây á. Và khi nãy là mình nhìn không phải bị lầm đâu anh em à. Anh em thấy gì không? Trời, để qua một đêm con máy HBRS này nó nhảy qua cái hồ rồng bên cạnh luôn nè. Rồi mình thả nó qua lại bên dãy HBRS rồi nha. Giờ mình sẽ quay xa xa cho anh em ngắm toàn bộ cái dàn hồ kính lớn bên mình nha. Có hai cái dàn này thì tối có thể là mang cà phê, mang nước ra đây ngồi uống nè. Rồi ngắm cá thư giãn rất là đã. Cuối tuần này thì mình sẽ đi suối. Mình lên trên đó mình bắt một ít cá tì bà nè. Rồi mấy cái cây thủy sinh. Rồi mấy cái cục đá, cục sỏi trên suối. Mình mang về để mà thiết kế vô trong cái mương cá bể màu của mình. Nhìn cho nó sinh động hơn nha. Anh em nào có đặt hàng hay là muốn mua gì bên mình đó thì mua trước thứ bảy, tại vì thứ bảy là mình đi cả ngày lận, thì có thể là qua tuần mình sẽ mới gửi lại cho anh em được. Cái bạc cá thủy sinh thì nó sẽ ở ngoài cái cánh cửa kia. Đây là cái dàn cá giống của mẹ mình, anh em có thể tới và tham khảo ở bên dàn cá giống nè, hoặc là ở ngoài sau nhà mình, hay là hai cái dàn cá chân của mình ở phía trước ha. Và anh em nào ở gần thì tới ngay chỗ mình nè, chụp hình ngay chỗ cái bức tranh và check in. Thì buổi tối nó không đẹp anh em ơi, mình chưa có bắt đèn ngoài này. Để mai mốt mình bắt đèn ngoài này anh em chụp buổi tối nó cũng sẽ đẹp hơn. Đây là bức tranh của mình ở ngoài này. Ok. Rồi video đến đây nó cũng khá là dài rồi nên là mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy nhấn cái nút like ủng hộ mình nè và đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Chào tạm biệt tất cả các anh em.